19 20 21 Tiền chị này chắc mày chết. Si bang. Sai lầm lớn nhất của tụi mày là ngủ tao đánh bài. Hay ho cỡ nào cũng không bao giờ qua mặt được thánh tài. Thánh tài mà đánh bài hiện có number one. Thôi, má là ăn gì mày sáng giờ. Si bang rất ngoại trời. Ăn cơm tấm ở nhà ít được chưa? Trời ơi, thua cái chồng. Rồi tới tao làm nè. Muốn làm gì làm. Ê, gấp ba nha. Đi bài. Gấp ba nha. Rồi tới tao là. Ừ, nhớ nha, ghi lại nha. Cái ăn thì mình còn gáp. Gấp ba, gấp trời, bữa nay sao không khí nó trong lành quá. Vui quá. Đâu rồi? Rồi kéo đây. Đây nè. Đặt. Dặn luôn. Trời, hai con y chang luôn. Bà nó lớn nữa rồi đó. Hai con y chang luôn. Đụng đi nè. Đó, nóng hổi đó. Chù cha, ổng tay luôn rồi mà. Mày chờ đó đi. Chờ mà, đang chờ mà. Tao kéo. Kéo đi, kéo nhiều vô, kéo ác vô đi. Nè, dở nè, dở là dở cái thằng này nhiều nhất nè. Chứ là bốn lá dám. Rồi, dở đấy mày. Ừ, đó, dở đó đi. Ừ, quá. Hai ba. Này ba lá luôn à. Quá. Ừ, quá luôn. Quá luôn. Tao cũng ba. Rồi, chúng ta. Dở lên mày. Dặn rồi, chúng ta. Rồi, dở lên. Cái 20 thôi, dở lại. Trời. Nó dặn dở, dặn 16 của mày. Ủa, thì mắc mớ vậy. Trời, từ sáng giờ mày xì bàn rồi xì dắt, bây giờ mày chơi dằn dơ nữa. Ông vô duyên ông, dằn dơ thì cũng đúng lực chứ đâu có chơi ăn gian mấy ông đâu, đừng có thua càng cọc ngang. Cài, nó nói nè. Ê, mày dằn dơ gì mày ăn rồi tối về mày ngủ ngon. Ngủ ngon sao không? Có mấy người thua ngủ không ngon thôi, chứ tôi giờ thắng về ngủ ngon say như chết vậy mà. Nó nói gì thôi. Rồi ông nói chuyện này đi. Nhanh lên. Thèm lắm rồi. Tài ơi. Ê, giọng quen quá. Tài ơi. Ê, giọng giỏi tao mày ơi. Vợ sao? Thì vợ tao biết là vợ tụi mày biết hết á. Vợ. Nhanh. Tài ơi. Xe 10 pháo 7 ngựa 3, thằng nào quý nước thì ra Google. Hay. Đánh gì vậy? À, anh đang đánh cờ đấu trí với anh em. Quấn cờ đấu trí cái con khỉ á. Xạo nói xạo mà không lo chuẩn bị hay là ông làm gì mới quấn cờ tướng mà mày đặt đấu trí. Bộ bài đâu? Bộ bài nào cơ chứ? Đây chỉ có bàn cờ tướng thôi, lớn đỏ nhỏ xanh. Đúng lớn rồi, nhỏ xanh rồi. Trong cái hán ha. Trời ơi. Đấu trí. Mày gì hả mày? Sao mày giấu hoài mà giấu ở dưới bàn cờ tướng mà không tính nước mà lộn bàn cờ hả? Tao đâu có biết con vợ mày dữ vậy. Dữ lắm. Con này dữ không có bằng con kia đâu. Chuẩn bị tinh thần tấu đây ba ông đi. Đi nha. Trời ơi. Không phải đâu, ý là mình cũng chúng là ừ. Dọn về. Con về. Ai cho đâu á? Đâu á? Gì đây? Ở đâu ông kìa? Ôi da bực luôn rồi. Ở đây. Trời ơi là trời. Chú Tài lại đi đánh bài hả biết? Chị hai chị nói đổi giùm em một tiếng coi. Thôi biết. Em bình tĩnh đi. Dù sao á, chú Tài chú cũng vô công dỗi nghề. Ở dơ, chân hôi, vô tích sự. Từ, chị nói đỡ hay là chị binh vậy? Hay là chị chửi vậy? Là gì là chị binh dữ chưa? Chị nói cho đàng hoàng coi. Đây này, họng tôi nè. Chú nhảy vào mà ngồi. Chị chưa nói hết câu mà. Ý chị là dù sao á, chú Tài chú có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà chú không có ngoại tình. Đúng rồi, chị Thủy nói anh Trung Thủy tức là anh Trung Thủy 100% nha. Đúng rồi, tại dạ. Vì nó Trung Thủy á là chứ có ma nào thèm nó cả. Chứ nếu mà nó có người khác á là nó bỏ em đi từ tắm kiếp ba đời rồi. Ủa chị ơi, chị là chị khuyên giữ cho chị hay là chị ghét em quá chị nhân dịp này là chị nói luôn hả chị? Đâu có, chị chỉ nói thay nỗi lòng em gái ruột của chị thôi. Em dâu của chị á, nó rất là hiền lành. Bình thường á, nó rất là nhẫn nhịn. Mà hôm nay á, chú để cho nó nói chú chẳng ra gì như vậy á, chứng tỏ nó hết chịu đựng chú nổi rồi. Đâu có. Nãy giờ em đâu có nói gì đâu chị. Còn chị nói không chị? Vậy hả? À mà thôi, chuyện của vợ chồng em á, chị cũng không muốn xen vào đâu. Tự mà giải quyết đi. Nhưng mà chị đừng có xen vô nữa chị. Tưởng đâu chị binh mà. Thôi, tự mà giải quyết đi. Để em giải quyết rồi gọn hơn á. Cái bà này chết. Tự nhiên hai cái chân em nó bụng rụng quá Tài ơi. Vợ ơi, xin lỗi vợ. Em không biết làm sao nữa. Mà mỗi lần em thấy cái tay anh xòe bài, anh tụ là anh ngồi
anh ăn nói mấy cái từ khó, tức là em chịu không nổi Tài ơi. Em không dám nhắc tới nữa. Bộ em mắc nợ anh cái gì hả Tài? Sao kiếp này em trả dữ vậy Tài? Hả? Thôi em đừng có buồn nữa, em buồn là anh không có tập trung anh làm việc được. Anh hứa luôn từ đây về sau anh không có quánh bài nữa nha. Nha em, tin anh đi. Anh không có thay đổi được đâu. Trong câu nói của anh nó không có một chút xíu là sự chân thành hết trơn á. Anh đã hứa với em bao nhiêu lần rồi là anh sẽ sống tử tế, anh không có đụng tới lá bài nữa. Nhưng mà coi như là công sức của em đổ sông đổ biển hết rồi Tài. Anh hứa thì vui thôi à. Anh đâu có thay đổi được đâu, anh vẫn chứng nào tật nấy. Em không biết có là chừng nào anh mới chiến thắng được cái bản năng của anh nữa Tài. Lần này anh không hứa nữa. Anh thề luôn. Anh thề là từ đây về sau anh không có đánh bài nữa. Em tin anh nha, đừng có buồn anh nữa. Anh xin lỗi. Đứng dậy đi. Không, em không thay lỗi, anh không đứng dậy đâu. Anh quỳ hoài vậy đó. Anh lớn rồi chứ không phải con nít đâu Tài, anh đứng dậy đi. Anh không đứng dậy. Chừng nào mà em tha lỗi anh mới chịu đứng dậy. Anh quỳ ở đây tới tối luôn rồi, tới sáng luôn. Chừng nào mà em tha lỗi thì thôi, còn không anh quỳ hoài vậy đó. Tha lỗi cho anh đi. Tha lỗi cho anh. Nốt lần này nữa coi sao. Coi thử cái số phận của con bích này nó đi tới đâu. Vậy đi. Anh cảm ơn em. Cảm ơn vợ nha. Làm bá đồ điện tử này. Ôi trời, cái gì? Không sao. Xài được, xài được. Lại phá quá rồi. Không, cái này không sao đâu em. Đúng rồi chị Hai ơi, cái này bằng kim loại mà, đâu có bị hư hại gì đâu mà. Chú mà làm hư cái gì á, là tôi bắt đền chú cái đấy nghe chưa? Trời ơi, Hai nghe không? Làm hư gì đến đó kìa, căng dữ vậy. Thôi đừng nói vậy, Tài rút kinh nghiệm mà nó cẩn thận hơn cho. Anh Hai nói đúng. Từ bây giờ là em cẩn thận, không bao giờ sai phạm nữa. Ui anh! Cái gì vậy? Chú làm gì anh Hai chú vậy? Ê chết rồi. Hình như là em đụng trúng cái đó rồi nó hất lên cái bộ ấm chén của anh. Anh có sao không ạ? Trời ơi, ổng mất thở chứ không sao gì. Đau quá. Ê, hồi nãy chị Hai nói là hư cái gì đền cái đó rồi. Cái này hư lỡ hư rồi. Em đền bằng gì kiểu gì đó. Chú nói tào lao quá, đi ra đi. Anh đi vào đây em xem nào. Ôi trời, hư cái đó rồi xem cái gì chị. Thần ơi, sao mà căng dữ vậy ta. Này nó khó ghê luôn. Hay dòng dở ta. Không, tại bắt khó. Khó gì. Chắc tại sáng giờ chưa phê pháo bún cháo gì, cái nó bị ngu ngừ á chị. Có cà phê thì cũng vậy thôi. Mà chị nói chú nghe này, người nhà có đi làm á thì cũng phải công tư phân minh. Chú mà làm sai làm ẩu á thì chị cũng trừ lương. Chị có việc. Dạ. Chú ở nhà trông cửa hàng cho tôi nha. Dạ biết rồi. Cảm giác làm cho người nhà và vẫn bị đi. Sao mà trái ngang quá, drama quá. Giờ phải em sao thay đổi tình hình này đó. À, ngủ tiếp. Cửa hàng này chê khách hay gì? Chê thì tôi đi nha. Ê khoan. À, chỉ là thượng đế. À, chẳng hay thượng đế muốn em giúp gì cho người hả? Ồ, nhìn cậu cũng bạn trai sáng sủa nhỉ. Cảm ơn thượng đế đã ban ơn nha. Cảm ơn thượng đế rất nhiều. Trời ơi, cửa hàng mà có dai đẹp quá. Thôi tư vấn cho chị đi. Dạ, mời thượng đế vào trong. Dạ, hóa đơn của chị tổng cộng là 12.500.000. Bây giờ chị ký xác nhận giùm em cái, khoảng một tiếng nữa có người giao tới cho chị tận nhà. Ok, chị ký liền. Dạ. À mà này. Sao chị? Nhưng mà chị muốn em đi giao được không? Thôi thì quá dễ luôn.
chỉ cần 500.000 tiền ship thôi là tổng 13 triệu nha chị. Trời ơi, đẹp trai mà dễ thương như em á, 500 chị ok liền. Quá luôn. Dạ, cảm ơn chị. Ok em nha. Dạ cảm ơn chị nha. Nhớ nha, đi giao chị nha. Dạ em giao chị bye liền. Bye bye em. Dạ bye bye thượng đế nha. Dạ cảm ơn nhiều nha. Mừng đứa chị đủ 500. Đúng, ai mà bán được như vậy. Kỳ này bà Thị Thúy lên mặt với tôi, biết tay tôi nha. Ôi chào chị. Có gì mà vui quá vậy? Vui với chị, bán được cái hóa đơn 12.500.000, doanh số cao nhất lịch sử từ lúc thành lập cửa hàng tới giờ. Em nghĩ là chị nên cân nhắc cho em cái huân chương lao động hạng nhất hay là cái phần thưởng gì đó đi chị Thúy ơi. Chú Tài giỏi vậy thì tất nhiên là có rồi. Có chứ. À, hình như sáng em nói với chị là em thích uống cà phê đúng không? Đúng đúng đúng. Vậy để chị đặt cho em nha. Ê từ từ đã, từ từ. Em không uống cà phê thường nữa. Mà bây giờ em đổi gu rồi. Em thích uống cà phê muối. Nhưng mà muối là muối Tây Ninh mới được các chị. Được rồi, để chị đặt cà phê muối cho em. Được chưa? Quá đã luôn. Chị ơi, nhắc cho chị nhớ, 12 triệu 500 là hút cái doanh số yêu cầu hàng tháng rồi đó nha. Là từ đây cuối tháng em ở nhà em ngủ nha. Hút nhiều luôn đó. Vậy nha, coi chuẩn bị đồ đi, xíu em giao người ta em lấy 500.000 tiền ship chơi có được không? Quá đã luôn. À chị ơi, em muốn sửa cái lo. Vậy để chị cho người qua nha. Dạ 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 dạ. Em ơi. Dạ dạ. Bây giờ chị cho người qua nha. À dạ 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 dạ. Chị cứ cho người đi theo em. À. Dạ dạ. Chú Tài. Dạ. Chú đi sửa cho người ta được không? Đâu được, đang kẹt sửa cái lo này ở nhà mà. Thôi, cái đó về để làm sau đi. Chứ không lẽ anh chú đang đâu, chú kêu anh chú đi làm hả? Ờ đúng rồi chị, cho người qua lẹ đi chứ hàng xóm nhà em đang đợi. Dạ 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 dạ. Chú Tài đi đi. Đi luôn ha. Tối này sao chị, để nhà hả? Để đó về làm sau. Chị đi nha. Ở đi đâu vậy anh ơi? Đi theo tôi, đi theo tôi. Đi theo không nha. Đi 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 đi, trễ vợ. Vậy được rồi. Em cũng thấy vậy á. Mà anh. Ủa? Cái chuyện ra ở riêng á. À, cái chuyện đó đó hả? Cái chuyện đó là anh có hẹn với một năm nữa rồi mà. Em biết là như vậy. Nhưng mà em bắt đầu cảm thấy chán nản cái cuộc sống này rồi đó. Cái gì mà dữ vậy? Gì đâu mà phải chán. Sống chung mà phải vui mới đúng chứ. Vui chỗ nào? Em thấy chả có chỗ nào vui hết trơn á. Vui chứ, tại không nhận ra đó. Hai vợ chồng mình á, sống chung với hai anh chị đúng không? Rồi mình có cháu, rồi sống chung với mẹ. Mình có thời gian khăng khít với nhau, yêu thương nhau, chăm sóc nhau. Vậy mới vui đó. Em thấy chật chội đúng hơn á. Chội cái gì? Nè, bây giờ anh ví dụ đi. Lỡ anh đi công tác xa rồi sao? Em ở nhà một mình, em buồn đúng không? Phải có người ở chung mới vui chứ. Không. Anh mà đi công tác thì em đi chơi. Mà có bao giờ anh đi công tác đâu. Ờ ha. À, nhớ nhà mắt. Cái gì? Nhớ nhà mắt lắm. Giá nhà mắt. Ừ. Thì ba em giàu. Ờ, ăn uống không có an toàn. Em thuê hẳn đầu bếp 5 sao cho anh luôn. À, nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Mấy cái lý do của anh chả thuyết phục gì hết trơn á. Thôi, nói chung là chuyện hai vợ chồng mình đang ở riêng á, chắc chắn sẽ có. Nhưng mà không phải là bây giờ. Với lại anh muốn mua nhà bằng tiền đi làm của anh, tiền tiết kiệm của anh. Anh không muốn nhờ vả ai hết á. Với cái mức lương của anh mà anh đòi mua nhà bao lâu? 3 năm. 3 năm? Ừ. Anh thực tế lên đi anh. Chứ giờ em muốn sao? Hôm qua bà có gọi nói với em. Bà nói là anh nghỉ làm ngân hàng đi, qua làm với ba nhá. Anh qua
làm với ba thì ba trả lương cho anh, cũng đâu phải là nhiều vã gì đâu. Cái chuyện này để cho anh suy nghĩ xíu nữa. Thôi, suy nghĩ gì nữa, luôn đi. Chuyện này chuyện lớn, chuyện quan trọng mà. Thôi tới giờ anh đi làm rồi. Anh đi làm nha. Không. Vui vẻ lên. Anh đi làm về em trà sữa cho uống, chịu không? Mời ly á nha. Giữ gì sao? Có uống hết không? Mua lại em uống. Ok. Chốt kèo. Chốt kèo. Em đi làm nha. Dạ.